Minasan, konnichiwa. Chào mừng các bạn đã đến với trường Nhật ngữ Hoa Sen. Và hôm nay chúng ta sẽ học mẫu ngữ pháp trong ngữ hệ nửa năm. Và tiếp nối bài học ngày hôm trước thì hôm nay chúng ta sẽ học thể thông thường của tính từ đối y. Tính từ đối y khi chuyển sang thể thông thường rất là đơn giản ha các bạn. Mình chỉ cần bỏ det ở cuối câu. Ví dụ, tính từ det sẽ thành tính từ. Tính từ kunai det sẽ thành tính từ kunai. Tính từ cắt đá đế sẽ thành tính từ cắt tạ. Tính từ cử na cắt đá đế sẽ thành tính từ cử na cắt tạ. Và giờ chúng ta sẽ chia thử những từ phía dưới nha các bạn. Y đế sẽ thành y. Yô cử nai đế sẽ thành yô cử nai. Yô cắt đá đế thành yô cắt tạ. Yô cử na cắt đá đế sẽ thành yô cử na cắt tạ. Và sau đây mình sẽ luyện tập vào mẫu câu nha các bạn. Hình này là hình gì các bạn nhỉ? Là hình về món ăn của Nhật Bản đúng không? Mình sẽ có câu là Nihon ryori wa oishii desu. Thì chia sang thể thông thường sẽ là Nihon ryori wa oishii. Món ăn Nhật thì ngon. Rồi, câu này thì sao các bạn? Câu này thì mình làm sao đây? Câu này mình sẽ chia sang là Kino wa tenki ga yokatta. Kino wa tenki ga yokatta. Thời tiết hôm qua thì đã rất là tốt. Còn hình này sao các bạn nhỉ? Cậu bé này có vẻ đang rất là lúng túng hôm nào chứng tỏ bài thi không được. Dễ cho lắm. Thì mình sẽ có câu Kino wa kino chiken wa muzukashi katta desu. Rồi mình chuyển sang thể thông thường sẽ là Kino no chiken wa muzukashi katta. Bài thi hôm qua thì đã khó. Rồi tiếp tục là hai người đồng nghiệp nói chuyện với nhau thì cậu bạn này hỏi cái gì đây nhỉ? Rồi khi mà mình nói chuyện bằng thể thông thường sẽ là Kyoto wa do datta? Kyoto wa hito ga okatta. Kyoto thì đã như thế nào vậy? Kyoto thì đã rất là đông người. Tiếp theo, hai cô bạn này đang nói chuyện với nhau. Rồi hai cô bạn này đang nói gì với nhau các bạn nhỉ? Thì khi mình chuyển sang thể thông thường sẽ là Ano mise sabishi i? Amari yoku nai. Thế cửa hàng kia thì dịch vụ nó có tốt không vậy? Không, nó không tốt cho lắm. Còn hai người này thì đang nói chuyện gì với nhau các bạn nhỉ? Và khi mình theo dùng thể thông thường để nói chuyện thì sẽ là Nani ga ichiban hoshi? Kamera ga ichiban hoshi. Bạn muốn cái gì nhất? Tôi muốn có cái máy ảnh nhất. Và bài học đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã theo dõi bài học ngày hôm nay. Và nếu các bạn có bất cứ thắc mắc gì, xin các bạn hãy comment ở phía dưới và đội ngũ giáo viên trường Nhật ngữ Hoa Sen sẽ giải đáp thắc mắc cho các bạn. Hai minasan, sayonara.